Mày ăn Ê, trai nghe ơi. tiếng gì Ê, vậy? đồng bọn lên, Năm đồng bọn bảo lên, lắm đồng rồi bọn lên, hả? đồng bọn lên. Múc nó luôn, múc nó luôn, múc nó luôn. Đấy. Súng mất đạn, súng mất Không đạn. không phải đồng bọn đâu mày ơi. Ê, không phải, nó kêu không phải đồng bọn kìa. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, lỡ rồi. Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh AD Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại tiếp tục với tựa game GTA 5 Roleplay trên kênh AD Gaming của mình. Và đây là server GTA Roleplay nha các bạn. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng với team đi tìm cái tụi giải cảnh sát hôm qua để tụi mình trả thù. Tại vì hôm qua thật sự là tụi mình rất là cay cú luôn. Cũng như là vừa mất đồ mà vừa mất tiền rồi mất tùm lum hết trơn á. Hôm qua là tụi mình là những người diệt bọ, hôm nay là mình là những người đưa thư đưa hàng nha các bạn. Đây như các bạn thấy là mình có một cái túi đeo, mình có một cái con xe, mình mới vừa đi dán tem lại, mình bỏ cái phần trên rồi các bạn. Đợt này mình gắn mấy cái tấm năng lượng mặt trời. Tại vì xe bưu điện thì nó không thể nào mà gắn mấy cái thang ở trên kia được. Còn cái thang này thì mình không có tháo ra ha. Do là dán tem trùm á cho nên là cái phần này mình dán luôn cái phần kính rồi các bạn. Đó, nhìn nó khá là chuẩn. Tại vì hôm qua tụi mình bị công an thật dí nữa các bạn. Công an thật tụi mình cũng khá là nhiều luôn. Và hôm qua thì mình mặc đồ diệt bọ cho nên hôm nay đổi qua đồ này đi cho đỡ bị truy đuổi một xíu. Nhưng mà biển số là biển số cũ nha các bạn. Ok thì bây giờ ở chỗ Ê, chơi mà chơi tán nhỏ mày. Đừng, để coi nay vô radio bao nhiêu bây giờ. 773. Alo, nghe chưa? Chưa lấy nghe chưa mấy đàn em chưa? Nghe chưa. Alo 1234. Alo 1234. Bây giờ bây giờ ủa hôm qua là cái thằng mà nó bán đồ cho mày luôn. Là thằng đó nó là mua bán tin tức hay là cái gì? Kiểu như là gia tộc á. Gia tộc. Ừ bán cái gì nó cũng bán á. Cái nói gì cái gì cũng bán mà cái gì cũng biết hết á. Có thông tin không? Có. Đi. Ủa. Ê mày. Ê mày. Cái thằng này nó quen sao cái lắm thằng mày. Này cái xe này với cái bộ đồ đen đen nó quen mày. Vô hỏi thử để chặn cửa lại, để chặn cửa lại. Này đi bàn mình mà. À, rồi trừ luôn nha mày. Mày chết rồi, mày làm gì chết rồi trừ luôn. Mày sắc dụng quá. Vô đi vô hỏi thử phải nói không mày. Vô hỏi thử không mày. Sao mắt tím lè vậy, đứng yên nhìn coi. Đâu rồi. Đại ca làm em té. Rồi đi vô hỏi. Nay tụi mình có con quỷ thỏ hồng nó đi theo con này thỏ xám với hồng gì. Tóc nó hồng nhưng mà cái đồ nó đồ xám. Đại ca thấy tướng em đẹp không? Ừ. Tướng giống mang mắt dịch đó. Sao? Để. Đúng rồi, hôm qua cái mái tóc này, cái gương mặt này, cái cặp kính này chính xác luôn, hôm qua mới bán cái đồ bẻ khóa đúng không? Đúng rồi. À. Tại hôm qua tụi tôi đi diệt côn trùng nhưng mà nhiều lúc chủ nhà nó không có nhà rồi nó kêu tôi vô tự nhiên mà nó không đưa chìa khóa nên tôi mới phải mua mấy cái đồ bẻ khóa vậy thôi mà. Rồi hỏi đi mày. Để anh biết dạo này có mấy hàng nào nó bán đồ TV số lượng lớn không? Có, tôi có biết, mấy nó bán nhiều thứ lắm. Nó còn bán vật liệu xây dựng cho tôi. À, mấy thằng đó nó mặc đồ gì anh trai? Nó hay mặc đồ áo có chữ bullet sau lưng đó. À. Rồi. Mấy mùi. Có mùi. Không à, nhưng mà bình thường là anh hay làm ăn tụi nó hả? Ừ, nó cung cấp xi măng đất cát qua cho tôi xây nhà quá trời. Ủa, công an đi làm tự hồ y nào đó ta? nó cho ông đất cát nó đi bán rồi. Theo như mà tụi tôi biết á, thì tụi nó là cái tụi mà giả công an xong rồi nó hay đi trộm đồ của mấy thằng trộm đúng không? Phải không? Hay là nó mang tất xanh ở trong á? Tôi không biết nữa tại vì cái gì? Mấy anh dân phòng theo mang tất xanh á. Không, tôi không thấy không tất xanh. Nhưng mà tôi nghe đồn là tụi đó hay đi bán mấy cái đồ nội thất đồ nhiều lắm. Nó có hay liên lạc với anh không? Ừ, có, tôi hay nói chuyện với tụi nó cung cấp đồ bên tôi mà. Đâu anh gọi nó thử coi, anh hỏi coi tụi nó đang đâu, tụi tôi giao đồ, tụi tôi có cái gói hàng này muốn giao tới mà chưa giao được. Ui kia nó cầm gì ta? Cầm như cái máy tính bảng vậy. Cái nhìn em rồi hả? Cái gì? Cái nhìn em. Ai nhìn đâu? Nó cái cửa nha mày.
Về chợ lương như mày. Đại, đại ca làm mày. Ủa mày xăm con heo trên cổ hả luôn? Ủa đại, con cá mạp, con cá con. Nhìn tưởng con heo chứ. Nhìn sao ra con heo vậy? Chào. Bây giờ tôi biết chỗ tụi nó đang ở đâu rồi. Ờ thì nói đi. Em đi. Nhưng mà phải có chút bôi trơn chứ. Bôi trơn hả? Đâu rồi mấy anh em mình lấy đi nhớt ra đi anh em. Nhớt nhớt thải đây nhiều lắm. Ở đây gara chuyên sửa xe mà. Đây lấy nhớt, lấy nhớt. Cái nhớt đó thì hơi mệt. Bôi trơn kiểu khác kìa. Kiểu khác là cái gì mình nói ra luôn đi. Ừ. Chút tiền, chút đỉnh. À tiền á hả? À trời ơi, dăm ba cái tiền lẻ thế. Anh em mình lấy ra tầm 2-3 đô cho. Trời ơi, thôi 2-3 đô thôi tôi đi về nha. Đại ca nó quýnh đại ca em đỡ. Ê, ê, vô vô rồi là khó về nha. Hôm qua là địa bàn bên kia là cái chỗ cái công trường, cái nhà xây hoài không xong. Còn hôm nay là cái chỗ này là người ta xây xong rồi. Xây xong biết bao nhiêu năm rồi. Vô dễ nhưng mà ra là khó. Nó chặn rồi đó đại ca. Cán cái mồm. Anh thương lượng đi. Giờ sao bây giờ, giờ muốn bao nhiêu, giờ muốn bao nhiêu? Tôi thấy giá 10.000 đô hợp lý. 10.000 hả? 10.000 hả? À, mở túi ra lấy 1.000 đô đi. Đẹp. Đại ca 10.000 đô mua. Sửa con xe này cho anh đẹp. Bây giờ một là 1.000 đô, hai là đó. Anh thấy không? Trời, nước sàn luôn. Rồi, cái tiền này là cái tiền. Anh thấy cái sàn này là tôi lót lót đá kim cương như thế này không? Trời ơi, con xe. Là sao? Anh không biết được con xe này tôi làm mấy năm trời. Anh kiến cứu hậu của anh đúng mất không? Bây giờ sao? Bây giờ anh một là anh nói, hai là con xe này một hồi là nó còn hơn gì nữa. Nó còn mỏi vàng áo. Rồi, rồi. Giờ giá cuối 5.000 nha. Giờ 2.000 lấy không? 1.000 thôi, 1.000 thôi. 1.000 thôi. 2.000 đi chứ. Sử xe tiếp. Ờ. Mày dựng xe lên, sử mày. Ừ, dựng xe lên chứ. Rồi. Từ từ chưa xuống. Đừng. Đây, 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 đây. Đó, trời ơi. 1.000, chịu không? Bình chăn con ra luôn á. Xin đừng, xin đừng. 1.000, nó đâu, tụi nó đâu. Thôi rồi, 1.000, ok, chấp nhận luôn. Rồi, đưa tiền đi, tụi nó đâu? Đưa tiền trước cái đã. Ôi, bây giờ nói trước đây, giờ sao? À, cái này mà gõ một cái là cái bon liền á. Rồi, gõ đi. Sao, có đưa tiền không? Lộn, có nói tới thông tin không? Em lộn tới cá, tụi tư. Giờ có nói thông tin đâu? Đi cướp quen mồm. Mày là chú. Ê ê ê ê. Biết sợ nè. Đâu có nói không? Nè, không nói là cái cây này nè, cái cây này vô cái con xe này nè. Thôi được rồi. Thôi đứng, đứng đứng đứng, đứng ta dừng thôi. Nó mới bụt gió rồi, ở đâu? Tụi nó đâu? Tụi nó đâu? Nó đang ở cái khu nhà, cái địa chỉ tầm 6.000 đó, anh lên đó anh kiếm tụi nó. 6.000 hả? Rồi ok, đi anh em ơi, đi. Nè. Nó nghe nè. Đưa 1.000 nè. Không không, đừng đưa, nói mình ừ mình tặng cho bên hàng câu. Xây nhà để phải xây cho nhanh cái tay nhanh cái chân lên, đừng có mà chậm tiến độ vậy, người ta đợi nhà lâu lắm rồi. Đi anh em. Trời ơi, đi thiệt luôn hả? Ủa đi thiệt chứ mày đi giả, đi lẹ. Ủa nó kéo đàn em coi bây giờ. Quý kia về chịu lương như mày. Gãy em biết gì không? Gãy rớt cái cửa luôn kìa. Bên đây không mát. Đi lẹ đại ca, nó bắt đòn em giờ đại ca ơi. Đại ca ơi, ai bị hận? Làm 6.000 á. À, con chi bếp dạy bàn cơm hoạt động đi mày. À, ở đâu giờ ở đâu đi thẳng đây. Đi thẳng. Đi thẳng. Nay là mình đổ qua cái đường mặt trời để tiết kiệm. Trái nào. Chơi mình quẹo đồ tử cái mày. Em nhớ đường giờ mới nhớ đại ca. Ủa quên anh em mình trang bị đồ hết chưa? Đồ gì đại ca? Đồ nóng đồ này kia, súng đạn đồ này kia. Có gì đại ca? Có hả? Hàng ngồi trong túi em làm cho quần em bụng chạy tóc nè. Nãy đại ca thấy cái đồ của em bự không? Bự. Nó hụng tới dưới luôn. Ủa mình có giá hết chưa mọi người? Ơ trời. Nó tự nhiên nó rớt cái cửa, cái xe nó chạy nó muốn lật luôn vậy á. Rõ ràng cái xe nó đang đi rất là bình thường. Mất cái cửa cái là khí động học nó bay hết rồi. Đại ca hỏi giá hả? Gì? Giáp. Đại ca hỏi giáp đúng không? Ừ. Mình có tiền mua giáp mà. Úi, ê xe này còn đổ xăng không ta? Sắp hết xăng rồi. Thôi đổ xăng cái này tính tiếp. Trời lên chi vậy? Đổ xăng. Ừ. Cái này là mặt trời là nó cung cấp điện cho bình ắc quy, hiểu không? Vậy là ông Tháo bình ắc quy nó bán đúng không? Đâu ai bán đâu, tại nó không có nữa bộ. Thôi đại ca, cái xăng này nè. Thôi qua đổi. Đại ca mình đâu có cần mà mình phải tuân thủ luật giao thông đâu đại ca. Ủa mình là những cái người mà đi giao thư mà. Ờ tính ra mình đi ăn trộm á đại ca. Trộm đâu trộm mày. Từ đại ca. Rồi xuống đổ xăng đi. Đại ca, ở trước đại ca nhớ đại ca đạp cái cây xăng không đại ca. Để em thử cho đại ca coi. Ê, đi ra chỗ khác nha. Em luyện giò mạnh lắm á.
Vô hát cho mày. Tôi tài quá. Rồi, đi 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 đi. Ê, cây xăng này nó có camera không ta? Cái gì từ từ. Tôi đếm được. Ê, nó nổ một cái nha, tôi nói. Đại ca biết ở bên mình là có cưa bơ mà đúng không? Ừ. Nay em đập cây xăng. Ôi trời ơi, đẹp trai liền. Không? Thấy đẹp trai không? Quá đỉnh. Không. Chuẩn bị dẫn chàng đi nha, hôm nay là mình ấy ra cái cột đi nha. Hôm nay là mình chơi là mình sơi tái tụi kia đó. Làm sao không được vậy ta, kỳ cục vậy ta. Ra con quỷ. Đại ca em chốt được cánh cửa rồi, đại ca nè. đi ra mày. Đi ra, ghế lái của tao con kia. Đại ca chậm quá chứ bộ. Ủa cánh cửa mình còn nhà mà nó có mất đâu. Đại ca quỷ nó khôn. Nó làm rớt cái cửa xong nó chui sao, nó ngồi nó không ngồi cho nó nữa. Khôn điếm, điếm là. Em mơ ước. Đâu, em bán cái cửa rồi. Ủa đại ca. Hả? Hình như khu trước mặt mình là khu nhà dạo đại ca. Ờ thì khu này thì... Ủa khu này là khu 6.000 chưa? Tới khu 6.000 chưa? Trước mắt đây 7.000, qua ngã tư mới là 6.000. À 6.000, ơi tính ra là toàn khu nhà dạo không á. Ơi tại sao hôm qua mình không đi chợ khu nhà dạo? Tại ông kia không muốn cho thằng nào thì cũng cho, ngộ à. Tại vì giờ... anh gà lắm á. Tình gà lắm. Khu này đúng không? Khu này nè. Ờ khu này 6.000 một dạo. Ôi tính ra cái tiền lắm. Ơi đại ca, mình mua nhà trên đây đi. Ừ, ráng ráng bóc thêm đâu đó tầm khoảng có đèn kìa. Ủa? Ráng bóc đâu đó tầm khoảng 100 cái tivi đem ra đổi được ngôi nhà đó. Đại ca, xe nó quen rồi. Không, thấy mấy thằng chỉ súng nó quen hơn mày không? Vô mình vô bộ. Thấy tụi nó quen hả? Mẹ, nó liếc thấy hả? Rồi mình nó làm gì vậy? Nó làm gì chổng hả? Nó cướp nhà ta hả? Không, cái tụi nó tuần qua đúng không? Em thấy nó mờ mờ. Xuống mình với bộ mình lấy đồ. Mở cửa ra mày. Mở cửa ra lấy đồ. Ủa. Đi về. Để lấy. Chạy mà còn chạy dành nữa. Đúng à. Ê cụ cất cây súng vô, Chưa gì em vô cầm súng mấy anh kia nó bắn em bây giờ. Rồi. Đại ca mặc giáp vậy luôn hả? Ủa. Đại ca đi giao hàng, đại ca mặc giáp luôn. Không, mình kêu là ờ ha quên ha, lỡ rồi kệ đi, trời lạnh, áo khoác. Ok. Vô đi. Bạn đi đây làm gì đây? À bình tĩnh anh, bình tĩnh. Tụi tôi giao hàng, tụi tôi giao hàng với chủ nhà. Nhưng mấy anh ở đây có chuyện gì vậy anh? Chủ nhà ở đây không, hiện tại không có nhà, ở đây có những cái tội phạm nguy hiểm anh ơi. Tụi tôi đó làm cái gì vậy anh? Chúng nó đang ăn cướp ở đây anh ạ. À chết tụi mày chưa con. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có chủ nhà rồi hàng như này sao, hàng nhiều lắm anh ơi. Nguyên một xe hàng luôn. Anh vui lòng liên hệ lại với chủ nhà quay lại sau thôi. Chứ giờ chủ nhà tối rồi, chủ nhà đi chơi đâu xa lắm sao ấy. Rồi vậy thôi tôi đi về nhá. Rồi okay, okay. Rồi anh làm việc vui vẻ nha. Ok. Trời ơi tội phạm mà nhìn. Gì mày? Dạ. Dễ thằng kia. Ơ đại ca. Hả? Sao em nghi hai thằng đang quỳ nó chủ nhà quá đại ca. Thì nè, cái tình hình này á là hai thằng đang quỳ gói là hai thằng cướp giống mình hôm qua. Bốn thằng đó là bốn cái thằng hôm qua mà tụi nó mặc đồ cảnh sát nó vô, mấy này nó điếm lắm. Nó có giỏi làm quay vậy? Giờ mình nó cho làm quay đó. Trời, đúng cái hàng anh em. Hàng động mà ngồi vậy? Đúng cái hàng nha anh em. Mà em đính chính lại là không phải hai thằng nha, một ủa? Con trống nữa. Ở con nữa hả? Bây giờ thì nó nóng lắm. Bây giờ chia ra hai một hai bên cửa bên này, hai bên cửa bên này. Múc. Đi. Ê thằng cái ủa sao ba thằng điêu đó vậy? Nè, đếm với hình cụ đi nó đi. Rồi. Đi, tao mày đi. Mặt mày gian lắm, đi. Mày giả chết đi bị coi chừng tao mày. Ê nó vị trí, nó vị trí. Ê bên này nó có xe nào luôn. Chuẩn bị đếm này, 1, 2, vô chứ, đếm nút sau xem xét cái đếm. Rồi, 1, 2, 3, múc nó. À, súng ít đạn rồi. One down. Hay. Ok. Nó nút xe kìa. Ok. Clear. Vậy còn ai thì sao đây cả? Ủa? Kia. Ủa, con nhỏ này hả? À. Ủa? Ủa? Cái bạn nó bị bắt.
Bác làm con tin luôn. Ê, thôi, mấy này... Ủa nè, nó nghe. Làm gì đây đây? Khuya tối đứng đây làm gì đây? Hả? Nói gì vậy? Chồng thanh quản. Ê, đi chợ đúng không? Cái này người ta gọi là cặp đôi đi ngương... Nghèo quá, đi lấy mấy món đồ mà. Nhìn mặc đồ vậy là biết rồi, cái này là theo như tình hình là cặp đôi yêu ngương mới tới thành phố. Xong rồi ăn chơi nhiều quá chát tán hết tiền đi trộm nhà đúng không? Cái này bán áo luôn rồi. Ừ, bởi vậy à, không có tiền nữa mà trời ơi. Thôi nói chứ đi lên xe đi. Đây, xe đi lẹ đi. Thay cho đó, dù sao mình cũng là đồng nghiệp nhau mà, đi lẹ đi. Ừ, đồng nghiệp nhau mà, đi lẹ đi, cho đi lẹ đi. Rồi, đúng rồi. Đi lẹ à, đứng đây ngứa máu bắn á. Chà. Chà, qua kiểm tra vết thương đồ chứ mày. Này nó lủng nhiều lỗ đây ca. Ừ, coi coi có lỗ nào mà còn xài được không. Để em bánh ca bình lại. Để thở nó có kịp chủ rồi chứ. Coi coi, coi banh cái miệng ra có nó nói chuyện được không. À ầm. Ủa sao mấy anh kia nó chưa đi nữa, đuổi nó chưa đi nữa. Ê đi đi, nhanh lên đi, trời ơi đi. Ông đánh xác mẹ nó chìa khóa em rồi. Ủa thằng nào lấy chìa khóa. Mình lấy mình đưa chìa khóa kìa luôn, coi có chìa khóa không, coi để đấu giày, đi đấu giày, lên đấu giày cho nó đi. Chán thiệt, chưa có chìa khóa. À, thằng quyền cảnh sát lấy chìa khóa rồi. Đấu giày cho nó, đấu giày cho nó. Nó tỉnh rồi kìa đại ca. Nó bất tỉnh luôn hả? Thằng nào ta? Nó tỉnh rồi. Ủa nó tỉnh rồi, nghe bất tỉnh. Đại ca nhờ máy lỗ tai nha. Trời ơi, sao cái ác bạch của tôi đây? Cái gì? À, dạ. Kìa cái gì? Nó lớn rồi coi. Đau. Mấy này làm em nóng thiệt chứ đại ca. Dạ. Mở vậy. Sao bây giờ sao? Giả công an đồ ha. Giả bộ là công an đồ vô bắt đồ đòi hôm qua đợi như ta qua nó đợi như ta. 2.000, 2.000. Ừ. Một cái tivi 2.000. Nghe tiếng gì anh? Cái gì? Mày ăn chay không? Ê đồng bọn lên, đồng bọn lên. Múc luôn. Thôi. Súng mất đạn, không phải đồng bọn đâu mẹ ơi. Ê, không phải, nó kêu không phải đồng bọn kìa. Bắn đi. Chơi luôn, lỡ rồi. Kìa, núp sau xe, Ê, coi chừng trúng xe mình nha mọi người. Con nó núp. Ui. Có con nhỏ đầu tóc tím tím á. Ôi, súng đạn. Súng bắn mà hết đạn thiệt luôn á. Đau đầu quá đại ca ơi. Ừ, đau mà. Nó đứng ở dưới nó khuất quá. Đại ca, để em đi móc lốp đại ca. Trò này của em. Coi chừng á. Dạ nó bắn em. Ê, nó có thằng bắn bắt đầu á luôn ơi. Bình hông. Một năm. Ok. Thằng quỷ thỏ nó đứng đó. Còn một thằng một đét á, một thằng một á. Lên luôn. Lên. Ok. Clear. Vậy là tụi này cảnh sát thiệt hả? Ủa hồi nãy mày bắn tao đúng không? Không quỷ. Mày bắn tao, gõ ghen luôn mày. Mày chết mày bắn. Ôi, hèn gì hồi nãy nó ủa sao mày nó đứng ở dưới mà tại sao nó lại có một cái viên đạn nó sượt ngang qua mày bắn tao con quỷ kia mày đúng không ơi, nè gãy một cái cửa ơi. Nha bắn một cái nha mày coi chừng nha mình giết cảnh sát đại ca ơi. Đi đâu rồi mấy quỷ kia chạy lẹ với mày đợi mày để em bịt mắt rồi nó em vuốt mắt nó cái đã. Kéo nó ra chỗ khác ngay cái bánh xe mình kéo dạ. Ra chỗ khác. Ồ ơi nó nghe nè. Con quỷ thỏ có đem đồ chữa thương không? Con quỷ thỏ. Nhưng mà không rồi đại ca. Đi cà nhắc đi. Lẹ rồi. Để vô hỏi chuyện nó cái nào. Ê lẹ nha, chỗ này trời sắp sáng nha. Để em giục nó giấu xác. Ê đằng kia. Cái tụi nãy không phải đồng bọn hả? Đằng kia có nghe nói gì không? Đếp. Đá nó một cái đếp. Đá chứ không phải... Ê! Không
Quýnh đại ca hả? Quýnh đại ca. Thằng kia, thằng kia mày có nghe nói gì không? Đại ca. Nãy là bất tỉnh luôn mày ơi. Nhớ đại ca lấy lé xem ra. Đi. Đại ca. Ơ đại ca. Ê. Múc luôn. Chạy luôn đi, chạy luôn đi. Hả? Chứ lỡ rồi, nó lỡ nổi. Mày giờ mày có chạy không? Mày không chạy tao bắn mày à. Ê đại ca ơi, nó chạy ơi. Lên xe. Lẹ đại ca chứ nó kêu quân đội nó tới. Biết. Lên. Tới luôn bác tài ơi. Lẹ bác tài ơi. Cửa nẻo rớt mất bà nó trơn rồi. Nữa cái cửa này nó bung rồi, nó hôm qua mới đặt cái cửa mới nó gắn vô luôn á. Gì vậy đại ca? Hôm qua mới đặt cái cửa mới luôn á. Nó bị hư bản lề rồi. Hèn gì gắn cái cửa vô nó cũng vậy à. Đó, trượt vậy đó. Đại ca phải thay cái bản lề chứ. Nè một hồi rớt nữa nè. Thằng nào thuốc đại ca thay thế cửa à? Công an có sao đại ca? Đỡ thay đó mày. Em nghĩ là nó về nó kêu chi viện á đại ca. Mình chạy đó thì bây giờ mình chạy đó. Ủa? Tính ra là nãy mình quên mình quên móc túi của nó ha. Đó, tính ra nó cướp cũng được tiền mà. Túi. Ừ, tai nạn. Ui cái gì vậy? Không mà, cảm. Mà tại đại ca chứ bụ. Ê, cái chỗ này rồi. Cái chỗ này hôm qua hình như mình nhớ mà đâu đó là lắm nè. Ừ, mình đã từng ghé ngang đây. Mình lủi luôn. Mình đã từng ngửa bụng ở đây. Ê đại ca. Gì? Giờ mình trốn qua biên giới hả? Trốn gì nữa vậy? Giờ ai bây giờ? Không, xe này đốt nó không ta? Mà sao đốt được đây? Không, thôi. Xe này vẫn còn đi được, xe này nó còn giá trị. Đại ca cho lắm. Em đi. Để mai em đi thay đổi nó cho. Thôi cảm ơn. Đưa vô tay xấu quỷ vậy. Vậy đừng có mà điêu. Em bị tổn thương á. Hoài có ai dưới sau lưng không ta? Giờ này chắc sáng sớm tụi nó chưa có đi làm, mấy thằng ca giật này là giật khuya rồi. Đó thì ban đêm tụi kia nó mới cướp được. Chứ ban ngày dễ gì, ban ngày gặp công an chết luôn. Họ không biết tụi đó còn sống không? Hay là nát khói rồi? Đạn toàn là 5-6 lỗ thọc vô người, nghĩ sao vậy? Nói chung là... Em nghĩ là team mình bắn phần mềm không mà đại ca. Chứ bắn phần cứng là nó giờ nó đi rồi. Phải ồn. Nhưng mà thiệt luôn á. Ê cái cảng nó bị rớt kìa. Thiệt luôn á. Ê ôi trời ơi. Đại ca em không muốn bị thương. Rồi nữa bộ. Ê đại ca ơi. Chưa. Cái tiếng lạ lắm đại ca. Ừ. Mở cái nắp cabo lên. Không. Từ đi được. Đại ca khó nhiều vậy đại ca. Không tại nó công nghệ mới. Đấy chị. Từ. Ở đây nhớ đường đi về. Nghe tiếng xe nó kỳ ta. Xe nó bốc khói dữ rồi đại ca. Rồi. Để xe đi. Xuống để xe đi. À thằng quỷ đép nãy nó gõ đầu cái nha. Quỷ kia thì nó làm gớt cái cửa. Quỷ đép mày. Thì nó làm Ủa? Vậy có đáng mà. Làm gì không vậy? Cái gì? Ủa mà thằng này là thằng đàn ông mà. Lẹ mày trâu ngựa lẹ lên mày. Lẹ đi taxi về đúng không? Giờ này gọi taxi có ai không đại ca? Chứ không lẽ giờ chạy bộ. Thôi thử coi chứ trời sáng chắc có. Ê gọi công an đi về không? À, ông đi không đợi. Không mình gọi mình kêu là mình là những người lạc lõng, mình do là mình bị tai nạn cho nên là mình hư xe rồi, bây giờ mình cần nhờ chung chuyển về. Nếu đại ca dám em dám nấp á. Thôi cảm ơn à. Để gọi phai. Có em bắt máy không ta? Đại ca ơi, xe này hư quá rồi, bán mẹ cho rồi đi. Không, nếu mà biết vậy hồi nãy á là mình để ở khúc trên kia rồi mình đốt nó luôn, hồi nãy định đốt nó nhưng mà thấy nó còn giá trị sao đâu. Ê nó nghe nè, đi taxi về kiếm cái gì đó kéo nó về. Tao để em đốt nó luôn cho. Thôi, đừng. Đốt. Trời. Trời. Một cô gái có bàn tay lực lượng ta đốt. Ê tính ra mày nổ xe trước bệnh viện, trước cái tàu thị chính luôn á, chạy trước đây, tính chạy trước đây. Chạy. Hết chỗ hay gì á, ngay đây camera nhóc luôn. Giờ này những taxi nó hết chạy bộ, thôi chạy bộ về luôn đi. Ê cướp xe không mày? Cướp sao được cướp? Đại ca dám cướp mà nó quýnh đại ca chết luôn á. Cướp sao được cướp? Đi trước nha, trốn nha. Biết nào trước nào à. Được lắm, đợi đó. Đi cặp hộp đây nè. Đại ca, em có cách cho đại ca đi về nhanh á. Sao?
Đại ca đi về bằng đường xe cấp cứu không? Ê mình gọi cấp... Ừ đúng rồi, anh cũng đang định nghỉ ra gọi cấp cứu mình đi về. Con kia gọi cấp cứu mày. Cần gì gọi cấp cứu? À em xuống đây, em xuống đây. Xuống đây mình đứng bằng đó xe cấp cứu rồi đấy bầu. Đây đứng đó xe cấp cứu nè. Bây giờ có chừng nha. Đang cào tóc nè. Xuống đây. Không, xuống đây đó cấp cứu. Ờ, tính ra mình cũng gần bệnh viện mà. Đại ca ra cao tốc cho tụi bắn, tụi đông đại ca. Nè bây giờ chuẩn bị nè, mình sẽ chơi một cái trò nhắm mắt mình chạy qua cao tốc. Đại ca tao rồi. 1, 2, 3. Đang cao tốc nè. Ơ, nào bắn tao. Thằng nào bắn tao. Tao thì đâu. Mày bắn nó liền, nhanh lên. Bắn nó liền, nhanh lên. Để tao. Mày nó láo lắm. Ồ, xuống đây sao bắn nó. Ây da. Thì nó bắn đại ca kìa. Nó bắn kìa. Đại ca ơi, tao không đại ca. Chú đi. Bắn nó kìa, bắn nó liền như nó. Bắn nó, bắn nó. Tìm đại ca ra coi. Bắn nó. Ê, nó vẫn còn bước qua sát rồi kìa, bắn nó đi. Bắn nó đi, sao không ai nào bắn nó vậy. Nè bắn nó đi cho tiền, bắn nó đi. Bắn nó đi, ừ đúng rồi, rồi ok. Rồi cấp cứu luôn đi. Thứ gì á. 5 minutes later. Ê đằng kia. Ai cho mày nằm cái bên mày còn lớn tao nó mày. Kêu bác sĩ kìa. Bảo lại giường à. Sao mày chơi mày nhập viện hai đứa nằm chung giường mày. Đại ca mắc cười quá, đại ca không có tiền. Để vậy, ê, có tiền nha bạn nha, tôi có tiền nha bạn. Nhưng mà hiện tại đại ca không có. Để vậy rồi còn có cái gối nó che mặt nữa chứ. Nó chưa lấy nách nó che là mừng rồi đó. Anh lấy cái tay ra khỏi cái túi sau em được không? Ê, nó đang nằm lên tay tôi luôn kìa Lưu ơi. Hồi tê tay lắm á. Đại ca ngồi, không em cho đại ca hôm nay nhập phòng đặc biệt. Đúng rồi, đặc biệt là chỉ có một người một phòng thôi, còn cái này đặc biệt là hai người một phòng, nhét heo vô vậy. Có dịch vụ hơi tiết kiệm. Được lắm, mình nhớ á. Nhớ mà đại ca. Cái đại ca nằm viện lâu vậy? Nè, mày láo không? À, quýnh rồi bây giờ, quýnh không được thôi còn. Đại ca ơi, em còn hơn 2 phút là... Lên đạp nó cái, lên đạp gì vậy? Cái gì vậy? Sao cho em nằm dưới đất vậy? Giờ sao? Okay. Dạ thôi. Thôi cho nằm dưới đất đi. Cho. Đúng rồi. Đó, nãy cho nằm dưới đất vậy là được rồi. Rồi, thằng kia đâu? Thằng ở lộn Thỏ Ngọc đâu? Con quỷ thỏ à. Ừ. Đại ca nhập viện nó nói để chờ lâu á đi đánh casino rồi. Ừ, kêu nó đánh sao mà đi cày tiền lại nha. Nó lấy hết tiền. Cái hồi nó bán luôn cái quần nó áo. Nó nổ nó phá nè. Con quỷ tóc tím là rớt cái cửa. Thằng quỷ này là quỷ này nó làm gì ta? Nó bắn đại ca. Nó bắn rồi nó ngồi lủng ghế rồi quỷ thở với quỷ tóc tím là phá xe, thành ra là hai đứa sẽ là gộp tiền vô mua xe mới rồi. Hồi ta phá hồi nào? Con xe đó là con xe để đi cày đó, con xe đó để đi làm ăn. Có cái cửa thôi. Mày chơi mình lên mình đạp xe nha, mình tao thấy đó. Có không? Ở kìa. Cho kia nằm trong đó luôn hả, đợi nó không? Bộ đen nãy nó té đau lắm hay gì mới chữa lâu vậy? Biết nó hỏi nó. Đạp nó một cái không? Hí, thấy nằm dưới đất hả dạo quá. Hả dạo quá. Trời ơi. Nãy nó bắt đại ca. Ừ, nãy cho nằm sớm nó được rồi. Đi. Đừng chết. Ok. Rồi, giờ mình đi đường dẫn đường ở mày. Nè, đại ca không? Chụp ít quang không đại ca? Thôi, nghe đồn làm bệnh viện mà tiền đâu không thấy gì hết trơn. Đại ca mắc cười quá, em mua xe gì quá thì em bị mất tiền thôi. Dào. Em không gì ngoài tiền. Ê đại ca ơi. Hả? Đại ca ơi. Thôi. Quên đồ. Mình đi lên chơi mình lấy đồ. Mình chơi mình lấy đồ. Tao nói mày rồi, mày chơi mày phá con xe đó ngay cái bệnh viện trước cái tòa thị chính luôn. Rồi cái camera nó ghi hình lại nè. 4 thằng mặc áo xanh, đó 3 thằng mặc áo xanh với một con áo xám. Nhưng mà thằng kia nó phá mà. Nhưng mà có phần nha, có phần hết nha. Ủa rồi cái phòng nãy nó phòng nào quên mất tiêu rồi. Đi thẳng luôn á. Đây đúng không? À đây nè. Ok đứng lên mày, nằm cái gì mà lâu vậy? Lẹ. Quay lại thôi, quay lại tại nhớ đồng đội quay lại thôi. À vậy hả? Ê nó nghe giờ nó đứng vậy sao ra? Cái bệnh viện này có con cửa rồi đúng không? Đúng rồi, thang máy là phải có cái thẻ mới quẹt cửa. Cửa ra là cửa tử. Ê mày tính là mày là người trong đó luôn á, mày người trong ngành luôn á. Ờ. Bộ nó cảm nhận bằng cơ thể con người hay gì? Giờ sao? Giờ cửa ra là của tử. Bây giờ em vô mặt đội bác sĩ, em chùm cái mỏ em lại là nó không biết em rồi đó. Ừ, vậy ra đuổi nó đi. Ra hồi nãy nó đứng ngay cái chỗ cấp cứu không?
ở cái chỗ mà người dân cấp cứu. Vậy bây giờ kêu người dân đâu, bác sĩ mà. Bây giờ ra đuổi nó, kêu là chỗ đó là chỗ xe cấp cứu nó sắp tới ca nguy kịch gì đó. Xong rồi kêu một thằng đệ nó chạy con cấp cứu nó đậu bên ngoài. Mày có xe đây không? Mày nãy mày đi lên đây có xe không? Có chứ. Có à? Đại ca về bằng xe cấp cứu chứ em về bằng xe mà. Láo, vậy một hồi cái thằng cấp cứu nó đậu bên ngoài xong rồi dòng mấy con xe đó đậu sát cái cửa. Xong rồi ở đây hai này lên xe rồi đi. Ok. Okay. Làm như đúng giấy tờ nha, giấy tờ bàn sao làm vậy nha, mình làm lệch giấy tờ đi, bây giờ tao đuổi việc luôn. Em làm xong đại ca bỏ cứng nợ nha. Nợ gì? Thì con xe. Vậy là trừ vô đè đầu vô này, rồi nợ nó okay. Đè lên đầu nó. Hello. Cuộc sống mà em, chấp nhận đi em. Đi chấp nhận đi. Thì tay lên. Lẹ đi mày. Tụi chạy nhanh quá nó nghe. Mày khứa nó quả kìa đại ca. Chu mông với đây ca. Ừ, nó đứng đó, mẹ đứng mà mẹ đứng nó mẹ lông quá vậy. Gà đuổi nó, gà đuổi nó. Đứng nó mẹ các bạn ơi. Nó biết tại vì tụi mình lúc nãy á, tụi mình về bệnh viện là cái lúc mà phá khúc kia là nó thấy ca. Mấy cái áo xanh nó nổi lắm. Em thấy đại ca hơi mập á. Gì mày? Mập quá đồ lòi luôn lắm là. Tại giờ này dịch cho nên là nó ăn nhiều á lộn hơi thèm đồ ăn thôi. Ý kiến không? Mày body xăm xung đúng không? Cho mày hình body hưu gõ luôn bây giờ. Chỗ cấp cứu người ta mà đậu vậy sao ta cấp cứu? Đúng rồi, đuổi đuổi. Ê mày nói cho nó mạnh mẽ lên. Bây giờ mấy anh xích ra tí cho tôi cấp cứu bệnh nhân gấp nè. Ghê ghê bà đuổi như là. Đã lên. Đuổi đuổi. Rồi chạy cấp cứu đậu trên đây tí em ơi. Ê, nó đi kìa, nó đi kìa, nó đi kìa. Rồi, cho một người tới cấp cứu luôn, xe cấp cứu đậu vô. Đó, đúng rồi, đúng đẹp luôn. Đi ra từ từ đấy bên. Từ từ nha, từ từ, em lấy xe nha đại ca. Tiếng gì vậy? Trời ơi, xe ngon vậy mày. Trời ơi, xe ngon như nào vậy mày. Đại ca, chạy không? Đưa đây, đưa vô quá đây. Rồi, em có vô cần thay đổi không đại ca? Lên xe, ơ, giờ thay đồ đi mày. Lên xe luôn đi mày, lên xe luôn đi mày. Cái đường cố đây cháu. Cái xe ngoài thấy đó. Ây da, ây da. Cứu tôi. Ghê mày. Không có vậy thử, nó biết em sẽ chồng sao. Nhưng mày la cuốn chi nó dí mày vậy. Nhưng mà lỡ nó bắt được đại ca là em đi chồng. Xe này có đèn neon á nha. Ờ, tắt đi đại ca. Tắt có đường có đèn neon tắt sao được. Dí, ai có con kia nó khôn vậy. Khôn vậy. Đại ca, xe em mới mua đại ca. Em mới mua đại ca. Mới bút biển xong á. Em đi với bà đó. Bóc hồi nào không biết luôn á. Thôi đại ca mà. Vừa không? Vừa hay quá. Không một. Cảnh sát bắt người ta chạy xe không đem xích beo mà cảnh sát không đem xích beo chết. Ủa kìa nó văng khỏi xe luôn hả? Văng khỏi xe nằm đóng rồi. Xe điện á, nó chạy công an nó lợi cái khoảng là nó đệ ba nó dọc rất là nhanh. Với lại nó im ru à. Cửa rồi mày. Đại ca ơi, đau ơi, đau xem đại ca. Đau, đau. Đó, nó hút rồi chưa nè. Giờ vô đây mình cắt đuôi cái một nè. Nó sẽ không biết quẹo bên nào, bên trái hay bên phải. Mình đâm thẳng rồi đại ca. Khủng với mày. Mình không có quẹo trái, mình cũng quẹo phải mà mình đi thẳng khúc này. Đó, đỉnh chưa. Quy 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 quy. Ê mày, bớt cái mỏ mày lại coi. Em làm vậy cho nó biết em bị bất cập đại ca, hiểu không? Đại ca núp sâu dưới đại ca. Đừng chỗ kính dữ. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Chỗ an toàn nhất, chỗ nguy hiểm nhất. Xe gì đâu mà thiệt chứ cái màu tím tím nhìn ngứa con mắt thiệt luôn á. Đẹp mà. Ngứa thiệt luôn á. Không, tuy là điểm nhấn thiệt nhưng mà nhấn con mắt luôn là nhấn cho luôn đi. Nhưng mà đại ca ơi, đại ca biết cái vỏ này em sơn bao nhiêu tiền đại ca? Bao nhiêu? Mấy chục ngàn đô đó đại ca. Thì màu đẹp phải chịu thôi. Kìa công an, kìa công an, kìa hai chiếc. Ồ, hai chiếc chạy trước mặt kìa, thấy không? Có thêm là mô tô nữa. Giờ mình đi đường kia mình về. Đi. Ê mày, bốc cái mỏ mẹ lại coi. Xe đề máy. Em. Điếp được ta. Không, đại ca ơi. Chi bếp về bà cơm, định vị về nhà coi. Quẹo phải. Hơi kỳ kỳ, hơi kỳ kỳ, hơi kỳ kỳ. Này là do cái xe nó bị gà. Đại ca non, đại ca ơi. Thì chứ xe
mắt nó đã yếu rồi, mù đường rồi, còn hai cái đèn tiếp lè nữa. Ngon dữ ta. Quẹo phải. Ghê không, ghê không, ghê không? Trời ơi, quá ghê. Đại ca, đại ca, ghế lọc quá chứ. Ghê mua miếng nước uống đại ca. Rồi. Rồi. Okay, đi bộ đi, gần mà đây qua đó xíu rồi đó chứ, gần chết luôn rồi, xuống mua chịu, đi bộ đi, mặc đồ đó ai để ý đâu. Giờ về đi thay đồ nữa. Xe này giấu đâu ta? Ủa cái dàn xe này. Sao đâu, ai thấy? Đại ca ơi, cảnh sát vừa mới chạy qua đời em. Không, kệ đi cho nó chạy đi. Còn em là cái gì cho ai? Cái gì vô kìa. Má ơi, khu này là khu kho xe của em mấy anh ơi. Cái gì bị cho nó luồn ra đây nhiều vậy? Chạy vô xe của em là em lấy số như này luôn. Chỗ là hết chỗ rồi. Má ơi, hết, ngồi xuống đi. Ngồi xuống coi. Đằng kia. Ngồi coi mà. Ngồi đó thấy mày đứng rồi nghe. Ngồi. Ở đây mà nó lùi như lùi dịch vậy trời. Không dám đi luôn, quýu luôn, không dám đi luôn. Em núp vô cái bãi ghét rồi đại ca. Đại ca, lên xe ngồi đi. Lên xe ngồi đi, lên xe ngồi đi. Đại ca. Gì? Đại ca, kế bên đóng rác thôi đúng không? Cái nó lên xe nè, nó lên xe nè. Quên rồi, nãy xuống xe làm chi hay lên xe ngồi mới được chứ, xuống xe làm chi. Ghê thiệt luôn, hú hồn luôn á. Sao rồi bạn? Bên kia còn cảnh sát không bạn? Vậy em đi mò tại nó lượn một vòng một sợ teo. Ủa? Trứng gì nó teo hết thành đúng một vòng. Sao đã cá đúng được gì vậy? Ủa lũa vô đây nãy giờ đâu đây? Đâu ra vậy? Em đi mò lũa vô đây nãy giờ, công an nó lùa lùa lại ghê quá. Giờ mình đi thay đồ nha, đi thay đồ từ những con nghe tiếng em ngứa quá đang gãi nè. Ừ từ nó mà lụm một cái là lụm tới không chuyện chạy nữa. Mấy anh ơi, mày im không, bịch cái mỏ mẹ lại coi. Tới giờ em sang xe rồi. Bây giờ mình đi qua bên thông bên này, nguy hiểm qua đây đi. Rồi, ok đó. Nó qua đường khác rồi đó đại ca. Ây da đại ca ơi, xe em. Ây da. Bị gì đâu. Chạy rất lá. Chạy đâu mà chạy. Nó chạy. Chấp sơn, ây da. Cái gì vậy? Tông vô cái cục đại, đèn đau em. Tông đâu mà tông. Đại ca tông tùm lum tà lá. Đó, tông đâu mà tông. Cặp phụ. Ủa đại ca ơi. Sao? Mình luộc xe mà, mai mốt mấy thằng nào mà đem xe này tới mình sửa, mình luộc giống vậy là được. Cái gì đâu nhưng lo. Nhưng mà em muốn zin. Thì nó cũng zin mà, đồ zin hay quá mà. Y như zin luôn. Từ đại ca. Ui dồi. Không sao. Cái vết này về đánh bát miếng là hết à. Cái này cũng nước tán luôn. Cửa nó chưa có nó không cái này do là cửa nó chưa hợp bắn lề đâu, này đẩy nhẹn cái là vô à. Tại xe điện nó tháo keo rồi lột mặt ông đại ca. Không cái này lại biết cái gì không, gọi là cái gì nè, gọi là cái gì nè, phải gọi cái gì quên bà nó rồi. Bình dỗ ngồi xíu là được, do con xe nó nhẹ quá, nó không có động cơ, nó nhẹ quá. Ờ thôi vô thay đồ đi các bạn, vô thay đồ đi các bạn. Em tưởng lúc nào đại ca cũng thay đồ chỗ sang. Ủa chỗ này nó mới không sang cái gì vậy? Sang vô cái mỏ. Chiếc xe của người ta. Ê bên này khẩu trang vô. Trời ơi. Như hai giọt nước. Ê. Anh em. Mới gặp lại. Cười ghê được chứ. Rồi ok, đi trả xe nè, đưa chìa khóa nè, đi về đi. Công an dí gán chịu. Ở đây mình chứ về sơn xe tiền cũng đúng quá. Taxi về thì đứng đây đón taxi về. Rồi ok, vậy thì mình sẽ tạm dừng video đây nha các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hôm nay của tựa game GTA Roleplay này. Và nếu các bạn có muốn tham gia vào server của mình thì các bạn hãy tham gia vào server GTA Roleplay của mình nha các bạn. Mình sẽ để cái đường link tham gia vào server của mình ở phía dưới video ha. Cũng như là nếu các bạn thích cái nội dung trên kênh NDG Gaming của mình thì nhớ đăng ký kênh mình cũng như like video và share giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn. Bye bye.